sự là thời gian đầu tôi viết quyển sách này rất là mệt. Khi tôi đặt bút thì tất cả ký ức nó về. Và vợ tôi cấm không cho tôi viết. Tại vì khi nó về nó lại làm tôi đau lắm. Tôi có một khoảnh khắc đã biết mình chết. Đó là khi vào ICU. Thì lúc đó là các bác sĩ, phải tôi nghĩ gần 10 bác sĩ là đứng chung quanh tôi. Tôi biết chuyện không lành rồi. Tôi biết đã có một cái liều thuốc. Thì lúc đó là cơ thể tôi lúc đó như còn 1% thôi. Chuẩn bị qua bại não rồi. Tôi quyết định cuối cùng là thầy nhà ký vô. Thì tôi nhớ cái khoảnh khắc đó là khoảnh khắc đưa cái ống trợ thở trực tiếp vô trong đây bằng máy. Thì có khoảng 10 giây tôi dãy giụa, gọi là dãy chết đó, tôi tự vậy, khoảng 10 giây thôi. Thì lúc đó, khoảng khắc ngắn đó, tôi đã nghĩ cho mình tôi tạm biệt coi chưa, chỉ có 10 giây thôi. Và 10 giây đó, sau đó là 3 ngày 3 đêm tôi bất tỉnh, không biết gì. Thì Thùy Nga là người chiến đấu ở ngoài, sau đó kể cho tôi. Lúc đầu quyển sách có tên là Tử Thần. Tại tôi căng mong nó lắm. Nếu mà tôi sống lại tôi viết tên là Tử Thần. Tại nó quá đau. 1000 mũi kim. Sau đó tôi tỉnh lại một chút xíu. Thì tôi là vượt qua Tử Thần. Xong rồi vợ tôi cái ngày đầu tiên tôi thở được lại bình thường ấy, như mọi người. Thì tôi có tên là Bình An. Tôi thấy nó Bình An đẹp vô cùng. Nếu một ngày đó còn thở được, còn nhìn thấy mặt trời, còn nhìn vợ mình nấu cơm cho mình ăn, ôi đẹp thế. Nhưng khi về nhà viết bút, chấp bút, tôi lại quyết tâm là sở thành sự sống giá quan nhân. Đó là Nga rất hy vọng là tất cả những người vợ sẽ mua sách này để cho chồng đọc. Tại vì rõ ràng khi mà người chồng của mình bệnh thì sẽ không có một phép nhau nào tốt bằng người vợ. Và đó cũng là lý do mà sau cái cơn bại bệnh vừa rồi thì anh Vinh đã chuyển tất cả tài sản qua cho Nga là cả nhà vợ nhà chồng có mặt ở đây cũng xin làm chứng là anh Vinh hoàn toàn tự nguyện chuyển tất cả tài sản luôn, và bây giờ tài sản của anh Vinh chỉ có một cuốn sách mà thôi. Nên Nga hy vọng là tất cả người chồng cũng như vậy. Tại vì bây giờ anh Vinh cũng quá nổi tiếng và cũng quá đẹp. Nên năm ra cái mạng sống này anh còn tiếc chứ sao tiếc tiền của đúng không? Có một chi tiết tôi kể quý vị nghe trong quyển sách. Có nghĩa là trong cuộc chiến sinh tử đó, rất nhiều người gọi tới, đặc biệt là gia đình tôi gọi tới khóc như tôi đã chết rồi. Thì nghe có nói một câu: bây giờ không phải lúc để khóc. Có nói một câu đó mà chị tôi kể. Chị tôi gọi tới mà khóc òa lên. Tại vì lúc đó đã xong rồi. Nghe có nói một câu là không phải lúc để khóc. Tôi không nghĩ em lại mắt vẽ đến như thế. Nên anh nợ em cả cái cuộc đời của anh. Thật sự bây giờ trong túi của thằng Vinh đi ra đường không biết bao giờ, không biết là mình trong túi có bao nhiêu tiền. Tôi dám chắc gì đó. Thì nghe cứ cho vào đó và tôi đi ra ngoài đường thôi. Còn tất cả mọi việc thì nghe lo. Chúng tôi biết bạn có nhiều lựa chọn và chúng tôi luôn là sự lựa chọn tốt nhất. Đăng ký kênh YouTube Báo Thanh Niên để cảm nhận nhịp thở xã hội đầy màu sắc trên màn hình của bạn.